Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ nói sơ về cái phần lý thuyết cái đường lưới tí bạn. Thì thông thường về cái phần đường lưới thì những cái video trước bạn tìm hiểu bạn hay nghe người ta nói về cái phần mà chia điểm nè, cạnh và mặt nè. Thì bạn chưa rành cái đó là gì, polygon là gì đó. Thì tôi có cái video này bạn, tôi sẽ giới thiệu sơ cho bạn hiểu một tí. Thì nghĩa là bạn xem cái video trên giữa màn hình ta nè. Thì một đối tượng 3D nào đó thì nó cũng sẽ được tạo bởi những cái đường, những cái hình polygon bạn. Cái hình polygon là gì? Là một cái mặt phẳng. Thì nó có thể là mặt phẳng đó là có thể là hình tam giác, nói chung là ba cạnh á, hình tam giác, bốn cạnh là tứ giác hay là năm hay sáu cạnh gì đó. Nhưng mà thông thường á thì để cho cái đường lưới người ta nó đẹp, nó dễ chịu á thì khoảng chừng bốn hay là ba thôi, nghĩa là bốn cạnh hay ba cạnh thôi, nghĩa là hình tứ giác hoặc hình tam giác thôi, chứ không nên là làm nhiều hơn đó bạn. Làm nhiều hơn thì nó không tốt á, nó không đẹp, nó dễ bị lỗi cái đường lưới lắm. Đây một cái video mà thấy chưa, polygon nè, mình thấy cái khối cầu không, khối cầu này nó sẽ là sự kết hợp của những cái ô vuông nè, thấy chưa, những cái tứ giác chứ, những tứ giác gộp lại nhau nè, và cái điểm hội tụ nó là ở phía giống như cái trái đất chúng ta quả cầu vậy bạn, là cái phần phần đỉnh ở phía trên với phần đá dưới nè, là nơi hội tụ của đường lưới đó. Thấy chưa? Như tôi nói bạn là nó sẽ kết hợp bởi gọi là điểm, là point, là điểm. Giống như điểm ta trong cái phần mềm này là sigmoid nè. Còn cạnh là x, đây là cạnh. Còn cuối cùng là cái bề mặt face nè. Face hay còn gọi là polygon đó bạn. Nó đây hiện tại đây là tứ giác nè. Là bốn cạnh đó. Nó sẽ cấu tạo những cái polygon nó hợp nhất với nhau, nó liên kết nhau để tạo ra được một cái đối tượng ta. Thì cái cấu trúc gọi là topology đó bạn, là cái cấu trúc. Cấu trúc các bạn, cái cấu trúc liên kết nó sẽ liên kết tạo ra đối tượng 3D chúng ta. Thì bạn sẽ thấy là bất kỳ một cái đối tượng 3D nào chúng ta cũng có thể là có cái topology là cái cấu trúc liên kết. Nhưng mà nó sẽ có những cái cấu trúc liên kết khác nhau bạn. Ví dụ như bạn thấy cái trái số 4 này bạn, trái pizza ví dụ như ha. Trái pizza số 4 là cái đường liên kết nó dạng tứ giác đẹp như thế này. Còn cái số 3 là dạng hình tam giác, bạn thấy chưa? Bạn nhìn kỹ bạn thấy các đường tam giác nó xéo ha, nghĩa là đại khái là tứ giác mà nó cắt cái đường ở giữa, cái đường chéo nó sẽ thành hai tam giác hai bên. Còn ngược lại cái quả pizza số 5 nè thì nó không phải là tứ giác mà nó là như bạn 1 2 3 4 5 6 là lục giác, có nghĩa là sáu cạnh. Sáu cạnh nó liên kết với nhau, nó ra được cái trái banh như thế này. Nghĩa là nó vẫn tổng thể nó vẫn là một cái trái banh pizza hình tròn như thế này. Tổng thể là vậy, nhưng mà cái cấu trúc liên kết nó khác nhau. Các bạn nhìn kỹ ba cái cấu trúc liên kết nó khác nhau, cái là tứ giác, cái là tam giác, cái này là lục giác, cái này là sáu cạnh. Rồi này là tam giác nữa chưa, tam giác là ba cạnh liên kết với nhau bởi ba cạnh ba điểm đó. Đây là cái banh pizza số 3, cái đầu tiên á là hình tam giác như vậy, ba cạnh ha, đây gọi triangle tam giác đó. Còn trái ở giữa ta là trái số 4 đó là tứ giác, còn trên năm cạnh là lục giác, năm cạnh, năm cạnh hay sáu cạnh đó, trên đó người ta gọi là n-gan ha, như là cái số nó nhiều hơn là 4 đó thì ta gọi là n-gan. Đây khá là gì, ba cạnh ha, ba cạnh rồi triangle, bốn cạnh quad, tứ giác. Còn đây là còn đây là nói về cái việc đỉnh bạn. Một đỉnh á thì thường á thì nó sẽ là một đỉnh bạn, nó sẽ kết nối bởi bốn cạnh với nhau. Bốn cạnh nó là cái nơi hội tụ của bốn cạnh. Còn nếu hồi nãy là nơi hội tụ của ba cạnh nè, như vậy là hội tụ ba cạnh. Nãy chúng ta nói về cái mặt rồi, giờ chúng ta nói về cái phần point á, là điểm. Một điểm có thể là liên kết của hội tụ của ba cạnh hay là bốn cạnh như thế này. Thấy chưa? Nó còn cái điểm cực bạn, pole này là cái điểm cực. Điểm cực là gì bạn? Cái điểm cực là nơi hội tụ, giống như cái quả cầu trong cái phần mềm sigmoid gì là ở phía đỉnh với phía đáy nó nè, giống như cái quả địa cầu là gì, có cái điểm cực trên, điểm cực dưới á, thì điểm cực bắc, điểm cực nam á, thì cái nơi hội tụ của những cái đường lưới này, của những cái sọc xuống, tự nhiên tôi quên kinh tuyến hay vị tuyến này, đại khái là nó sẽ hội tụ ở trên đỉnh đầu nè, đó thì nơi đây chúng ta gọi là pole, là cái nơi hội tụ, điểm cực á, nơi hội tụ. Nên cho tất cả đều hội tụ về nó vậy thôi. Nhưng mà cái đi hội tụ vậy thì nó
nó chỉ hồi tụ ở một số cái vị trí đặc biệt thôi, chứ chúng ta không nên là, nó có nguyên tắc của nó bạn. Bạn hội tụ ở những cái vị trí sai á, là cái đường lưới nó sau này khi mà bạn làm chuyển động animation nó sẽ bị sai. Nếu bạn chỉ làm cho cái việc mà dựng mô hình mà để ra được cái bức ảnh hay là làm chơi chơi thì được, còn nếu mà bạn muốn làm cho nó chuyển động thường các bạn làm bên Maya, phần mềm After Effects Maya, thì bắt buộc cái đường lưới nó phải cho chính xác, mà cho đơn giản và chính xác. Thì để tiếp tục để tôi hướng dẫn các bạn nè, từ từ nó sẽ nói thêm nó, thì cái điểm hội tụ nó là thường đó là nó sẽ ở con mắt, cái miệng, cái mũi, thì nó sẽ chạy theo đúng cái khớp cơ của ta bạn, cái đầu gối nãy chưa nó, còn bình thường thì nó sẽ chạy xuyên suốt dọc, thấy chưa. Ví dụ như đây là cái ngực nè, thấy cái ngực không, nơi nó hội tụ nè, cái miệng nè, con mắt nè, lỗ tai nè, nó phải hội tụ theo cái cơ của chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì á, nó cái điểm hội tụ đó, nó sẽ chuyển động theo cái khớp cơ của chúng ta. Thì nếu bạn nào mà học cái phần mềm Xerox mà để nhào nặng rồi á, thì bạn sẽ biết rất là rành về vụ này. Tại vì Xerox nó dạng nhào nặng, mà nhào nặng mà không phải theo cái nguyên tắc là dạng là theo các khối cơ của chúng ta. Bạn nào có học mà giải phẫu học rồi đó, nghĩa là giải phẫu học về cơ thể người á, thì các cơ chúng ta chuyển động như thế nào thì chúng ta phải nhào nặng giống y chang gì. Còn nếu như mà nói về chia đường lưới cũng tương tự vậy, chúng ta phải chia đường lưới y chang như cái cơ mặt chúng ta. Bạn sẽ xem tiếp bạn sẽ hiểu nè. Ví dụ như cái cho con này có cười ha, nhân vật cười nè, thì cái cười này bạn nhìn thấy nè, tổng thể thì nó không, cái khuôn mặt thì nó không thay đổi, nhưng mà nhìn kỹ cái đường lưới chỗ cái cơ miệng nè, từ cái chỗ miệng cái chỗ môi nè, thấy chưa, nhếch môi lên, thấy chưa, nó nhếch môi lên cười. Nếu như mà cái chỉnh là cái cấu trúc đường lưới mà nó không đúng á, thì cười nó xấu lắm, nó không có tự nhiên, nó sẽ bị gãy nè, thấy chưa. Nó phân tích cái video này, phân tích cho chúng ta được cái cơ mặt như tôi vừa nói nè. Như là sau này mà khi chúng ta vẽ, mà như tôi nói rồi á, khi chúng ta vẽ đường lưới thì bạn cứ hình dung, tôi lấy tôi vẽ thử trên màn hình á, ví dụ như đây là một cái điểm hội tụ giống như là cái điểm cực mà cái quả cầu nãy tôi nói các bạn á, là cái nơi hội tụ của những đường lưới, thì đây chính là nơi xuất phát điểm ra đây, xuất phát điểm hết của những cái đường lưới rồi, rồi sau đó những cái đường lưới nó sẽ chạy vòng tròn xung quanh đây, nó giống như là cái mạng nhện vậy. Thì nó sẽ có tâm của cái mạng nhện, thì tâm cái mạng nhện đây chính là cái đôi mắt. Cái miệng này cũng vậy, ví dụ như đây là cái điểm hội tụ thì các đường lưới nó sẽ chia ra đó, rồi sau đó nó sẽ có những cái vòng tròn, nó là tâm hội tụ, mà tương tự giống như là cái mạng nhện ta, thì đây là cái tâm của cái mạng nhện. Thì để chi bạn, để mà khi mà các bạn, khi mà con mắt mà khi mà nhắm lại á, thì ban đầu nó sẽ hội tụ ngay trong cái chỗ tại tâm này, nhưng mà khi mở mắt ra thì cái các cơ mặt các bạn, các đường lưới nó sẽ trượt qua các phía mà theo cái hướng đường này nè, nó trượt về phía này nó. Nó khi mà sau này bạn nào mà học chuyên lên về chuyển động á, ví dụ như bên Maya rồi á, Sima 4D cũng được, ví dụ như là phần chuyển động á, nó thì người ta mở cái mắt nó giống như là người đó đang giật mình hay là ngạc nhiên á, nhìn một cái chỗ nào đó thì con mắt nó sẽ mở to lên, thì các con mắt nó sẽ đi theo cái hướng màu xanh lá cây ta đang vẽ các bạn nè, nó sẽ giãn ra và cái tâm nó tại ngay trong con mắt đây. Cái miệng này cũng vậy, ok ha, hiểu ha. Rồi tới tiếp tục, thì nói chung là chúng ta phải mô phỏng cái đường lưỡi ta theo cái cơ mặt, chứ không thể nào mà làm khác được, nó thấy chưa. Khi cái đường lưỡi này nó vẽ tốt hơn so với hồi nãy á, đường lưỡi nó sẽ dày đặc hơn, thì cái nụ cười nó tự nhiên hơn rồi đó, so với nụ cười hồi trước nãy nè, hồi cười hồi trước nè, thì tôi sẽ review lại cho đây cho bạn xem lại cái nụ cười mà nó khi ít đường lưới nè, thì nó sẽ cười gì nè. Hay giờ hiện tại ít đường lưới nè, không ít đường lưới mà cái đường lưới vẽ nó không được chính xác nè, nó không có tại tâm nữa nè, nó sẽ cười gì, thấy chưa. Còn khi mà đường lưới mà nó đủ đường lưới tại tâm, nó vẽ đẹp rồi, nó sẽ bao quanh cái môi người ta, thì bạn thấy nụ cười nó sẽ khác, thấy chưa. Nó cái đường lưới nó sẽ sâu lên trên đây luôn nè, cái vòng rất là bự, thì nụ cười nó sẽ tròn hơn, nó mịn hơn. Còn đây là cái phần những cái phần khớp cơ người ta, như cơ tay nè, thấy chưa, cơ tay người ta, thì đối với những cái chỗ nào bình thường á, thì những cái bắp tay thì nó sẽ là những cái đường lưới rất là bự, này bạn coi này, đường lưới rất là bự, nhưng mà tới cái phần cái khớp chỗ cái cùi chỏ, những cái khớp mà chúng ta gặp lại bạn, cái chỗ gặp lại nào, thì cái đường lưới nó rất là nhiều. Tại chi à? Để khi mà chúng ta giãn ra cái đường lưới nó sẽ bình thường lại, bởi vì đó là lý do tại sao mà chúng ta dựng hình người mẫu, chúng ta thường ta theo cái tư thế dáng chữ T,
Chữ T là thẳng tay, hai tay dang hai bên đó bạn. Hai tay dang hai bên và người đứng tư thế thẳng. Đó. Ok ha. Rồi video này tôi nói sơ cho bạn hiểu về cái theory thôi. Nó còn nhiều thứ nhưng mà chúng ta hiểu sơ sơ vậy là ok rồi bạn. Rồi tôi kết thúc video này ha. Video này làm tiền đề để qua video sau tôi sẽ nói các bạn về cái phần chỉnh sửa cái cấu trúc lại. Chỉnh sửa cái theory lại. Thì thông thường á, cái bộ mà những cái phần mềm để bạn làm như thế này nè. Thì bạn hay nghe nói, ta nói sử dụng cái phần mềm một là Jira. Cái bộ đo huyền thoại nè, một là Jira, hai là Maya. Như là Jira dùng để nhào nặng cái cục đất sét các bạn, để ra được cái đối tượng ta. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái đối tượng đó đưa vô phần mềm Maya để làm một chuyển động. Nhưng mà cái Jira khi bạn sử dụng á, bạn nhào nặng ra được cái đối tượng ta thì bạn sẽ ra được một cái độ phân giải cực kỳ là lớn. Độ phân giải cực kỳ lớn về số lượng đường lưới, bạn số lượng polygon cực kỳ lớn luôn. Tôi nhắn thử bạn xem nè. Anh thấy chưa? Bạn nhìn số đường lưới là thấy mệt luôn ha, rất là nhiều luôn. Cái con này bạn thấy chưa? Đường lưới như bạn coi nè, li ti luôn, chi chít luôn. Kiểm tra thử cái số đường lưới nó là bao nhiêu. Lít chuột phải vô đây. Đây là information. Polygon. Ý lộn, cái con này tôi chọn con bên kia ha. Cái con góc lên đây nè, lộn. Đây. Cái con đường lưới nhiều nè. Cái đường lưới của nó là polygon của nó là bao nhiêu bạn? 1.499, cho như là 1.500.000 đi. 1.500.000 polygon. Thấy chưa? Sau khi chúng ta sử dụng xong cái phần mềm Jira, chúng ta nhào nặng quá thì cái độ chi tiết rất là cao, nhưng bù lại thì cái đường lưới nó như thế này, nó rất là nhiều, 1.000.000 mấy. Thì đối với ngành công nghiệp mà làm game các bạn thì nó sẽ chia ra hai hướng. Sẵn đây ta nói thêm chút ha, một vài phút rồi. Thì chia hai hướng, những bạn nào mà theo cái hướng mà làm những cái đoạn mà video các bạn, những video giống như là trailer giới thiệu cái sản phẩm á, giới thiệu trò game hay là giới thiệu phim bộ hình hay gì đó, thì chúng ta sẽ cần cái độ phân giải cao để cho nó chính xác, cho nó đẹp. Ví dụ như vậy nè, bạn thấy chưa, rất là chi tiết cái nhân vật chúng ta, cái con quái vật này, thì chúng ta cần cái đường lưới rất là cao. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt khóa cây chuyển động hay gì đó, chúng ta làm ở những đoạn trailer giới thiệu bộ phim hay là giới thiệu cái trò game này cho người chơi, người ta khoái ha, thích thú, độ phân giải cao. Rồi nhưng mà đến khi chơi game thì sao bạn? Đến khi chơi game chúng ta không thể nào lấy được cái mẫu nhân vật này là áp vô trong cái trò chơi game ta. Tại sao vậy? Tại vì nó rất là nặng. Nếu mà chỉ một cái nhân vật này thôi mà cái số đường lưới đó rồi, mà bình thường cái người ta render á, để ra kết quả cũng rất là lâu rồi, đối với những cái máy siêu khủng. Còn đối với những cái người mà người ta chơi game á, cho những khách hàng là người chơi game á, thì cấu hình máy đôi lúc làm sao mà bằng được vậy. Và một cái trò chơi game không thể nào chỉ có một nhân vật này, nhiều khi là nó cả vài trăm nhân vật trong cùng cho một màn chơi, thì nó sẽ làm cho máy chúng ta nó sẽ bị đứng, bị treo. Nên ta phải giảm số lượng đường lưới xuống bạn. Ví dụ cái con này nó dung lượng nó là kích thước file nó là ví dụ như là 100 MB ví dụ nha. Thì khi mà chúng ta làm ra một cái trò chơi game cũng nhân vật này luôn, nhưng mà cái kích thước nó chỉ là chưa tới 1 MB nữa. Nên ta phải giảm cái kích thước nó lại bằng cách chúng ta giảm polygon. Thì bạn sẽ thấy một cái file cái bên nè, một cũng kích thước cũng tương đương thôi, nhưng mà cái số lượng đường lưới bạn sẽ xem nó bao nhiêu. Bên đây lại là 1.500.000 ha. Còn cái con này cái đường lưới là bao nhiêu bạn? Cái polygon chỉ là 2.000.000 thôi, 2.522 cho 2.000.000 thôi. Cái kia là 1.500.000, cái này chỉ có 2.000.000 thôi bạn. Gấp bao nhiêu lần? Đó. Thấy chưa? Thì để còn cái nhân vật này là để dùng cho việc chơi game, nghĩa là khi chơi game chúng ta sẽ thực hiện những thao tác như là chạy, nhảy, đánh hay là bắn súng hay là sử dụng những cái skill tuyệt chiêu gì đó, thì người ta sẽ điều khiển bằng những cái nút bấm trên bàn phím hay chuột gì đó, thì cái nhân vật này nó sẽ chuyển động theo. Thì chuyển động người ta sẽ làm bên cái phần mềm thừa á, sẽ làm bên phần mềm Maya Jira, xong rồi sẽ đưa phần mềm Maya để tạo lại cái đường lưới cho cái con này, từ cái việc mà đường lưới chi tiết như thế này qua cái đường lưới ít như thế này đó, người ta gọi topology các bạn, nghĩa là chỉnh lại cái cấu trúc á cho nó đường lưới nó sẽ đơn giản như này. Tất nhiên chi tiết nó sẽ bị giảm ha, nhưng mà những người đó người ta sẽ có cái cách ta gọi là pay á, là để lấy lại cái chi tiết. Thì cái đó chuyên sâu rồi nữa nói sao đi, thì để lấy lại cái chi tiết mà làm tô cái chất liệu mà. Thì nếu bạn nào muốn tìm hiểu á về cái phần chất liệu thì có thể xem thêm cái phần mềm Substance Painter nè, trong cái trang web cá nhân ta nè, phan.tu.com Substance Painter đây đó. Thì tôi cũng nói sơ về cái phần pay rồi, để chúng ta tô cái chất liệu lên. Nghĩa là mặc dù đường lưới ít vậy, nhưng mà cái phần mà chất liệu chi tiết thì nó lấy bên cái đối tượng bự này. Thì trong hai đối tượng này người ta gọi đối tượng nhiều nhiều chi tiết như thế này nè. Ta gọi là high poly, nghĩa là
đường lưỡi cao á, poly, nhiều polygon á, còn đây là low poly, nghĩa ít 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 polygon các bạn. Đó cái từ mà người khác, cái người khác người ta hay gọi đó, mà đôi lúc các bạn không hiểu á. Đây là high poly, đây là low poly, đây là nhiều đường lưới, đây là ít đường lưới. Ok ha. Rồi cái thì dùng cho cái việc mà làm ra những cái video, những cái đoạn trailer giới thiệu phim ảnh đồ họa cao, còn cái này thì dùng để cho cái việc mà tạo chuyển động nhân vật trong game. Tại khi chơi game thì chúng ta sẽ tạo ra hàng trăm nhân vật gì trong một màn chơi để chúng ta điều khiển. Thì để làm cho máy tính ta không bị giật lắc thì ta phải giảm cái số lượng đường lưới xuống. Rồi, thì các video tiếp theo tôi sẽ dẫn các bạn làm cái này để chuyển từ đối tượng high poly sang low poly. Mà chúng ta phải chỉnh cái cấu trúc này các bạn, chứ không phải là chỉnh đơn thuần. Nếu chỉnh đơn thuần ở đường lưới thì thật ra trong trong đây nó sẽ có cái chức năng là polygon reduction, nghĩa là bạn chỉ lôi cái con nhiều đường lưới này bạn vào trong đây thì nó sẽ là ít đường lưới, nhưng mà cái cách đó là nó không phải là chỉnh lại cấu trúc các bạn, nó chỉ là làm giảm số lượng đường lưới thôi, thì cấu trúc nó sẽ không có được như vậy đó. Tùy tôi tính demo cho các bạn xem, nhưng mà làm cái đó nặng máy, nó dễ đứng máy lắm. Thời gian để nó chuyển từ high poly sang low poly của nó khoảng 5 phút lận. Thì bạn nào không muốn xem thử kết quả như nào, có thể xem cái video tôi làm mà vẽ cái con sói trong Simofody nè. Đây nè, bài số 3 vẽ con sói nè. Ở đây tôi làm low poly cho con tê giác với con gì, con voi hay gì đó. Bạn vô trong bài số 3 này bạn xem thử. Tôi vận dụng cái phần này nè, phần polygon nè. Nhưng mà cái đó là chúng ta chỉ làm giảm đường lưới vậy thôi, chứ không phải là chỉnh cái cấu trúc đường lưới ha. Giảm đường lưới để render chơi thôi. Còn muốn chỉnh cái cấu trúc đó, thì bạn phải xem các video tiếp theo trong cái danh sách phát này để chỉnh cấu trúc đường lưới là được như gì. Có nghĩa là nó sẽ là có những cái chỗ này nó sẽ là đường lưới rất là bự. Rồi tới những cái chỗ nào chi tiết thì đường lưới nó sẽ nhỏ lại. Và có những cái chỗ đặc biệt quan trọng á, những cái khớp mà theo cái cơ á, thì nó sẽ là như thế này. Dạng đường lưới hội tụ như thế này, như con mắt nè. Thấy đường lưới hội tụ không? Giống như nãy tôi nói các bạn á. Đây đường lưới hội tụ đây. Đó. Giống như đây là cái lưới mạng nhện ta, thì các đường lưới nó sẽ từ đây nó sẽ chỉ ra. Ha, từ đây nó sẽ chỉ ra. Rồi. Đó. Để khi con mắt nó nhắm hay là nó mở hay là cái khớp cơ con mắt thì nó sẽ theo cơ này, theo cơ mặt này. Vậy thôi. Rồi, thì con mắt, mũi, miệng, thường là cái miệng ha, cái miệng này nó không, do cái con quái vật này nó không chi tiết nhiều, thường ta vẽ nhân vật là người bạn thì cái phần cơ mặt nó quan trọng lắm, mắt, mũi, miệng, như cái khớp gò má bạn, cái cơ gò má đó. Rồi còn con này thì nó cũng đơn giản thôi, không chỉ có gương mặt thôi, còn các còn phần còn lại thì nó bình thường đấy, nó không có gì, nó bình thường đây. Rồi tôi kết thúc video này ha, qua video sau ta sẽ thực hiện cái việc retopology, chỉnh sửa lại cái cấu trúc liên kết, chuyển từ high poly sang low poly. Thường thì bạn nghe những cái anh chị khác người ta làm trong cái phần mềm Maya đúng không, thì ít ai hướng dẫn bên cái phần mềm Simofody này. Rồi tôi kết thúc ha, tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.